đi làm thì sợ như vậy đấy. Thì bây giờ có ai nhận ra mình đâu. Thì cứ đại khái là nói mình nói vậy thôi. Rồi. À, đoàn đại biểu Quốc Khánh đâu rồi, ngẩng cái đầu cao lên tí thế nào. Sẽ có trốn đấy. Cao một cái mặt. À, nếu mà này thì sang bên này để cho đồng chí này ra lên cản gió thôi. À, đồng chí sao ngôi sao đẹp nhất ở trong ngày hôm nay đó, thế nào, giơ mặt ra thế nào, đâu ấy, trốn à? Xin chào các bạn nha, xin chào các em và xin chào các cháu. Hôm nay là tối hôm qua là mình vừa mới ở Hà Nội lên, là vừa mới lên đến nhà, vô tình gặp một đoàn ở Hà Nội lên công tác, là rất là ngưỡng mộ vợ chồng mình. Thế tiện hôm nay là có các em ở trong Sài Gòn ra thăm hôm qua cùng lên Cao Bằng. Tiện là về quê chồng mình để vào rừng rũ hoang vu để thăm cái cảnh thực tế Thâm Sơn cùng là quốc. Coi như là đi thấy hôm cưới là có đúng cái có cây cái suối rất là đẹp. Bây giờ anh ơi, bên kia nữa cũng muốn là về đây cho anh nào. Các thành viên đây đang ngậm kẹo đây. Đợi mãi mới thấy mọi người. Mọi người là đang muốn đi về quê chồng mình để xem thực tế, xem là có phải là có những cái đoạn clip vừa rồi cưới là có phải thực tế như thế không. Thế nên là bây giờ chúng tôi đang hành trình về quê chồng tôi là để xem phong cảnh hoang dã đấy. Cũng có một cái điểm gọi là cũng như một chuyến đi du lịch rừng núi. Bây giờ là chúng tôi đang trên đường đi. Nếu như có ai có thời gian thì có thể là cùng theo dõi cái chuyến đi của chúng tôi, xem là có vất vả như cái hôm cưới không. Trước nữa đến đoạn đi bộ thì các bạn sẽ xem là nay mà ai cắm tôi có cưới luôn nha. Tí nữa xem có chào ai mọi người đang đi về quê đây. Tôi cưới luôn đấy, tôi nói trước ngày hôm nay. Em chắc phải hai cộng. Thế chồng em chồng một mình được, thế chồng em mới được một mình em thế khổ. Đang trở về vùng Thâm Sơn cùng cước. Trời lại nhớ cầm cây thạch à? À đấy, tí nó lấy cho Phương 2 ký thạch đen. À đến đoạn này xem có thạch không, là mua 2 hộp về. Không có đâu, ở đây không có đâu, không có đâu. Không có đâu. Thạch gì bác? Cây thạch đen đấy. Nếu mà muốn ăn để tối đi ấy cho. Mà tối nay mình đã về đấy, không về rồi. Tối về trên này có người quen làm đàng hoàng, yên tâm. Thế bây giờ điện để cho họ ship đến nhà mình á. Tối nay ăn ở trên nhà, tại vì mình có đá, có đường các kiểu thì nó mới ngon. Thạch là cái gì nhỉ? Cây thạch đen á. Thấy rồi, Thảo Nguyên Xanh ơi. Ăn cho hát rồi. Đồng đồng á. Gọi là xâm sáo, xây cái gì? Thạch xâm sáo, thạch đen là gì? Ủa, cái đất có lá nha, mà về nhà mình xây lên chị. Ôi giờ lá nhà chồng chị có hàng tấn luôn. Ủa vậy hả? Làm để bán mà lại. Vừa rồi chị đi lên thạch đen xương sáo. Là lấy cây thạch đấy. Nhà chồng chị đâu? Nhà của chồng chị trông mà lại. Có các bạn của tôi đây. Chào anh, trong cầm điện thoại phải không? Toàn những anh đẹp trai và phong độ đây. Chào đấy. Chúng tôi đang đi công tác cùng gặp được vợ chồng nhà chị Sài Gòn Lầy Bao quán nhà 2662. Chào mọi người, chúc đầu tháng vui vẻ. Thế rồi, chị cứ bắt đầu lắm dài quá đi, cứ khổ. Đi được chị ơi. Chỉ cần anh em mình có chưa lòng thì tất nhiên là sẽ đi được. Bên này là đồi, còn bên này là vực. Minh Tuấn ơi, anh ơi, để tí về đến nhà nhá. Lại có những con rất hâm mộ vợ chồng chị sao luôn. Đấy, rất hâm mộ. Mà mình đi liên tục nè, anh đi vì thấy thực sao tế lại là có sức khỏe thế. Vừa làm xong đi ăn các kiểu. Chẳng giữ gì cả, hôm qua vừa lên hôm nay lại đi về quê. Chào mọi người. Chắc là giúp, ôi dồi ôi, sức khỏe vô cùng. Vừa đi đường này mà, hôm nay bảo đấy. Anh ở Lạng Sơn lên thì đi đường này mà. Nhá, chỉ đi được một đoạn không? Lạng Sơn sang bên này. Đào Tết ơi, đi này cũng nói chung là hơi mệt một tẹo, nhưng mà vui thì đi đâu cũng đi được. Tại vì đi suốt ngày quen mà. Đúng rồi, anh em mình vui thì đi đâu cũng có thể đi được. Em ngồi thẳng mà, ngồi thế nó khó. Ngồi thoải mái đi em, thoải mái đi, đừng có động chạm tí, đừng có không ngại. Tôi có chuyện gì à? Động tí thôi. Động thì có lấy được đâu. Gì đâu. Đấy, có ăn được đâu. Dân cũng cần phải bảo, đau đùi các phải cho ngồi xuống. Anh rung nhưng anh không động. Đàm Nga ơi, muốn mua bao nhiêu đây? Đấy. Tâm hả? Tâm nào em?
Mọi người ơi, giờ này bé Tâm học lớp 9 à chị? Đang đi về quê hương của anh. Chào Tâm, Tâm gọi, chắc là gọi được rồi phải không chị? Ừ, chào mọi người. Đây, đang nhà đón à. Ừ, cho con chị đón. Dung quá. Chị đang đi công tác. Rồi rồi, chị cảm ơn em. Đi xe phải dung chứ. Chấp nhận là xé hình đi. Tâm nó gọi điện chồng ạ. Chị em làm, nó lấy máy nó gọi điện cho mẹ vào đón. Chị em nuôi mười mấy đứa trẻ mồ côi cơ chị. À thế à? À, dạ. Hả? Em nuôi mười mấy đứa trẻ mồ côi đó. Bây giờ chị bảo đến sáng năm nhé. Đấy, mọi người là... ai đi rất vui vẻ và tươi tỉnh. Tức là em là biết chị là đường đi. Trai hay gái cũng được. Thôi một mình chị. Không, đấy là thật mà. Để anh có ở phương chị ạ. Em nói chị từ ngày bọn Nguyễn Lũ ơi, đêm về trời xe lạnh rồi nhá. Nhưng mà bây giờ ngày nắng em ạ. Không có gì đâu. Không có thời gian để chăm sóc nhau. Nên lúc nào cũng có vẻ giống như là không có thời gian để chăm sóc nhau. Tức là hoa thương ngày nào cũng vậy. Cảm ơn Nguyễn gái, cảm ơn Thu Phương. 212 năm cũng nên thấy để thông báo Messenger. Sau này chị chào bạn. Chồng chị ở một mình cũng muốn có một đứa trẻ trong ngôi nhà mà. Lúc bây giờ là người ta tự bắt bài trên liên hệ nhau để hết phần bây giờ chị à. Ăn học mệt mỏi lắm. Chồng chị vừa nói xong bảo là em muốn anh đánh cho hay sao. Đúng. Còn chưa được một ngày nào vui vẻ mà nghĩ đến nuôi con mọn. Đúng đấy chị ạ. Không bao giờ được vui vẻ đâu. Trời ơi, hết đứa này nó bị ốm, đứa kia bị bệnh rồi. Cứ vợ chồng chẳng có lúc nào mà có thời gian để mà chăm sóc nhau. Thôi, hãy để thời gian tận hưởng thời gian vui vẻ, hạnh phúc đi. Cuối đời đi, đúng chính xác luôn. Nghĩ mẹ sau giờ không nhẽ em đuổi cái lũ này đi, không đuổi được. Thì mình đã sống có tình cảm. Đi thôi mọi người. Cũng như con mình đẻ ra chị Hải con xương tay, trời ơi, nó học giỏi lắm chị. Hai đứa con gái, đứa lớp 9, lớp 8. Hai đứa lớp 8, đứa lớp 3. Không quan trọng cái đấy đâu chị. Hai đứa đây, mới bắt đầu cuộc hành trình bạn ạ. Nhưng mà muốn là tương lai của chồng mình còn quá trẻ, mình không lo trước sau này già, sợ mình không có thời gian để mà nuôi con. Thôi, còn mấy ngày cuối đời nghỉ đi chị ơi, nghỉ lo lắm rồi. Cứ để sau này tính sau. Tính sau, đúng. Nói là cứ đi từ thiện thì mình hội từ thiện đó chị ơi. Đấy bạn ấy nói rất đúng, mình không hơn người ta cái giàu sang, mình hơn người ta ở cái đàng hoàng đúng không anh? Ở trong quận 12 đấy, lúc nào mình, cuộc sống mình lúc nào cũng phải vậy. Em đi làm từ thiện ở anh các nói là... tới này là chị lại làm từ thiện ở đưa đi xuống Đồng Tháp bệnh viện huyết học đây này. Chị đăng ký rồi. Đợt này chị đi làm từ thiện ở bệnh viện huyết học đây. Em đi tới Đồng Tháp, đi tới thì tùm lum hết. Chị đi mà Cao Bằng chào Bắc Cạn. Chào Tuế cả cả, chào mọi người. Anh thì đi làm thì chờ này cũng cắt tem rất là nhiều. Mình không có hội là mình tự đi. Anh đeo kính ơi, sao mà đẹp trai vậy? Mọi người hỏi thăm ở anh ở đâu mà đẹp trai thế, giới thiệu chút cho mọi người nào. Mình là anh ở dưới anh ở dưới nội. Đấy, anh ấy ở Hà Nội. Vợ chồng nhà chị ấy đi công tác ở trên Cao Bằng, thấy vợ chồng nhà chị sao với anh gì nhỉ? Chị sao là chị sao là chị bên chồng tôi. Đi 60 phút. Đấy. Các bạn hỏi bảo anh đẹp trai quá. Ngưỡng mộ quá nên là cảm ơn xứ xưởng Bạch Dương. Không, chị sao là bà ta. Cảm ơn Thảo Mai xin chào. Chào Hoàng Duyên Kim. Cao Bằng hơi xe lạnh về buổi tối nhưng mà ngày ấm áp lắm mọi người ạ. Quá nóng luôn, ấm quá vậy. Thời tiết này là đẹp đấy. Nó nóng vãi linh hồn. Cao Bằng chào Cà Mau, chào Trần Thùy. Chị cứ đang ngồi trên nhưng nắng. Bước một tí đúng không? Tí xuống dưới nhá. Không. Em đi đâu em cứ thế này em ngồi quen rồi. Tí đổi chỗ nhá. Vâng, em lên nhá. Cảm ơn mọi người. Chào Cao Bằng, Lưu Quên. Có 20 cây đường đẹp này. Em mà cứ lộn xộn 18 cây là em mà lộn xộn là chị ngồi trên này 30 mấy cây. Không biết đường về nó. Vợ ơi đâu rồi? Đấy, xin chào các bạn. Cho răng cười nào. Răng cười. Răng cười. Răng cười của vợ đâu? Đây. Đúng là bề trên cho mình cái sức khỏe là rất là vô biên. Thực sự ra là niềm vui là tăng thêm sức khỏe thật. Về đến nhà chưa hề được nghỉ một tí nào. Đi cả đêm về đến nhà 5 giờ sáng. À, dậy đi ăn sáng về đi. Bây giờ chào mọi người. Buổi trưa nay không biết là có kịp Hà ăn Nội chưa đây, không? Chào Hà Nội đi nào. À, chào Hà Nội nha. Hà Nội thân yêu, hôm qua tối hôm qua vừa ở đấy mà bây giờ lại ở Cao Bằng rồi. Hà Nội đi Cao Bằng 300 cây số. Alo ạ. Xin chào mọi người. Ừ, ai vậy?
Hả? Không, vẫn tránh ơi. Rồi rồi rồi, có việc thì em nói đi. Chịu khó vậy. Có việc gì nói xem chị có giúp được em không? Tôi muốn ôm cho đấy, có mẹ mạng đâu đi. Má mạng cá cũng là có công nhận. Anh gắn thẻ vào rồi, cầm máy anh quay này. Nhưng em cứ thử nói xem chị có giúp được cái gì không? Cái lúa này, xương này. Lúa một thang đấy. Đi, anh ơi, em nhìn lại đó nha, tối quay đi. Nhưng em ở đâu mà chị lại có thể giúp em được cái khoản đấy? Tiếp tục nữa. Quay xuống em ở đâu mà chị có thể giúp em được cái khoản đấy? Mình có thẻ ba cái đèo. Mình đi từ Lạng Sơn qua thì đèo. Bây giờ chị đang ở trên ô tô còn rất là đông người, 9 người cơ. Em không nên nói những cái chuyện này ở đây nhá. Rồi khi nào rảnh có thể là chị rảnh thì chị nói chuyện xem có thể làm được cái gì giúp em không nhá. Chị đang đi ô tô mà em ơi. Ừ, thế. Ôi, đám cưới là đi đi. Rồi, thế nhá. Em vào đám cưới xong mình về đi. Cái này nó khỏi chợ, mệt người. Bây giờ hôm nay hình như mới bắt đạp à. Mới bắt đạp mà. Cưới. Bây giờ tự nhiên mình đến là thưởng thách thượng hạng rồi mời em. Ô tô đến đám cưới đấy. Rất nhiều bạn bảo là ô sao nhiều tiền thế không đi mà làm từ thiện. Thế bây họ hỏi các bạn rằng thế sao như tự nhiên bảo người ta làm lúc người ta khó khăn thì chả thấy ai bảo vào đi hỗ trợ cái gì nhở. Rất nhiều bạn nói chuyện rất vô duyên. Vô duyên. Bảo là tôi đi làm từ thiện tôi phải xin các người ý kiến. Mà lúc tôi đi làm từ thiện các người chửi đấy. Vừa rồi hai đợt mình đi từ thiện kia nó bảo thì mẹ con mụ già này bây giờ còn bày đặt đi làm từ thiện nữa. Tổ sư nhà mày tao làm gì được quyền của tao chứ. Không mình không sư. Chửi nhưng mà mình nói ở ngoài thôi. Chửi làm gì? Việc của mình làm. Sao mình phải thông qua bọn nó? Còn lúc người ta bục mặt ra đi cày chả thấy ai bảo ô tới bạn này khổ quá đi hỗ trợ bà ấy một tí chả thấy đâu. Ôi giời, xuống nhỉ? Đem đồ để tắm nhỉ? Mình... Ôi trời ơi, đây là cái gì đâu vào đấy mới là đẹp luôn. Tắm thì cần gì phải đồ. Vâng, mình cởi. Ở trên này người ta mình... toàn tắm tiền thôi em. Tiền là không phải tắm đồ đâu. Ba ơi. Quá. Ba thò cái đầu ra tí thế nào. Ba ơi. Đây, ba đây. Bây giờ là mọi người cũng đang muốn là để xem là quay cái cảnh vào quê chồng chị. Hôm bữa ấy, các đồng chí quý vị các bạn ơi, bữa này là đi rước dâu là trời vào trời mưa nên chú rể phải cõng cô dâu chết mẹ luôn. Ngay đường khô này này đi quay cho các vị thấy là đường khô lắm. Trồng cái kia rừng tự nhiên, tự nhiên. Ở đây toàn rừng tự nhiên. Và chị chào Trần Nhi, chào cả nhà yêu dấu. Dồi ôi, đường xinh gái quá, đường xinh gái quá. Mà nó là xinh gái đi. Đường đi rất là khúc khuỷu. Yêu nhau thì phải nói là khúc nào khúc đấy, đúng không? Năm sông cũng lội mà 10 đèo cũng phải vượt qua. Này đồng chí sao phải nói là mẹ uống bao nhiêu liều thuốc liều mới vô được đến đây mà làm dâu trong này. Thật với tôi mà trong kiểu này tôi một lần tôi trốn luôn chồng tôi. Thật sự. Tôi ra tới Phú Thọ tôi thấy bố mẹ trồng cà chua tôi chạy bố nó mất. Toàn thấy gánh phân để bỏ cà chua. Tí nó vào cảnh đẹp bảo ừ, tại sao bà lại dám ở đây. Vì là không khác gì mỗi lúc mình mệt mỏi là mình vào một nơi gọi là yên tĩnh để mình hưởng thụ như là mình đang đi du lịch vậy. Cảnh này giống như ngày xưa yêu nhau nhỉ? Chồng ơi, cảnh này giống như cảnh mấy chục năm về trước mình yêu nhau chồng nhỉ? Tháng một vài năm đầu tiên biết thế. Hai vợ chồng với nhau là bao nhiêu năm rồi? Trước đây 2 tháng. À đây không? À đây đây gì? Đây là mấy chục năm? 21 năm rồi anh. Đấy, bây giờ con đi đại học rồi. Con em đại học cảnh sát năm thứ nhất rồi. Lớn tuổi rồi. Sinh năm bao nhiêu? 79. Học xong lớp 12 là bọn em có con rồi đấy. 79 mà cũng lớn như thế rồi. Học các thi xong, đậu xong đại học một cái là đi đồng rừng. Quay đi, quay lại. Không có xa nữa không cơ? Kết nhạc kìa. Ừ.
Thế thì ngồi đây chứ về trên đấy từ từ về. Về ở đoạn suối trên mới đẹp ạ. À? Đi về. Về. Anh sao ấy? À chị sao với anh Cương đi trước đi, bọn em bạn bè vô. Đây đây, qua đi cho anh. Đi đi, đi cô. Đi em ơi. Đấy đi vào là mọi người. Ấy rồi, Sường ơi. Nhà chị nấu cơm. Ơ đi Khánh, đi lên kia còn ba đoạn nữa. Vợ em nó sau đi à. Vợ em ơi, vợ em. Ôi, đi đi. Vợ em nhanh kìa. Vợ sợ lắm. Sợ cái gì, đi đi. Đi lắm. Chồng ơi là chồng. Ờ, toàn bịt vào kín hết thế làm gì cơ. Bây giờ là cứ hơi một tí là sợ ấy là sao. Đang chuẩn bị lấy 1.000 lượt xem. Dạ. Anh Giai ơi, mệt hả? Đấy, đi đi. Mệt chưa? Anh có gì là uống cà phê nó say rồi. Hả? Say cà phê á? Uống cà phê quen. Ôi trời ơi. Lại hai cô này pha nữa là mới càng say hả? Em pha đó, uống nó một ngày say không về luôn. Say cả cà phê, say cả người luôn hả? Nước suối trong như tiếng hót xe, mà nghe tới sừng bắc bơ rồi. Xin chào các bạn nha, đến nhà rồi đây. Không liều lý tưởng đó, không ai mà yêu bằng mình, không ai mà thương bằng mình. Không, quả bưởi mấy khế. Quả chanh. Chanh này chua lắm. Cây hoa, cây hoa. Đen, 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 đen. Cò ơi, chào chín kia. Chín chào con nhá. Bố mẹ về chưa con? Ra đây đến nhà anh Trường Hoa Cương. Bố về chưa? Anh đây ở Mù Căng Chải. Mệt rồi. Nó tính kinh gọi nhỉ? Bên này ăn cơm nhá. Ôi chụp ba bưởi kìa anh ơi. Bưởi kia chua lắm rồi mà. Bưởi chua ăn mới ngon. Mơ đây, quả này cây này chắc là không chua này. Cây này chua lắm. Đây này. Chào mấy chồng quay nhà sàn. Nhà bác Hồ. Nào, ngoe ngoe ngoe. Lên đi hay. Con hôm nay chào các bác, các má à. Chào cô. Con chào cả nhà. Con chào cả nhà đi. Hay là của gì này có được nhiều em. Ôi bỏ giày ngoài em Sương ơi. Quên mất đi mệt quá thì quên mất mẹ rồi. Bỏ giày ngoài đi. Gái ơi bỏ giày cho anh gái. Đấy 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 đấy. Bỏ giày ở ngoài đi. Phải tí nữa mà nó kia mệt. Ở dưới Lạng Sơn, Lạng Sơn. Mình nghĩ tưởng người thì mình... Đấy đúng rồi. Anh ở Lạng Sơn. Bên cả nhà anh là 581. Thôi nhỉ. Không vào được. Sao lóa thế? Lóa kệ nó đây. Đâu? Tôi quay thôi. Nghèo. Lóa quá. Hơi mờ một tí thì mạng yếu. Xin chào cả nhà nha. Mình mời mọi người ăn cơm. Hôm nay nhà mình có khách ở Sài Gòn ra và ở Hà Nội lên. Hôm nay mình bên này bữa lầu. Mời mọi người cùng ăn cơm nhé. Cảm ơn các em nhé. Lam ơi. Cảm ơn các em nha. Thả tim cho nhiều nhiều chị ăn cơm cho ngon nha. Lên ở mầm luôn. Đây. Đây bố mẹ chồng mình đây. Đây anh trai chồng. Có giống Hoa Cương không? Đây còn bạn này ở Hà Nội này. Đây hai vợ chồng ở Sài Gòn với đứa em gì ở Sài Gòn ra. Còn các bạn này là ở Hà Nội lên, Lạng Sơn lên. Chào các bạn nha đấy. Thả tim cho chị đi các em ơi. Đấy thả nhiều tim vào. Mọi người ăn cho nó ngon nha.
đây hôm nay đây thịt nai đây bố ạ. Bố mẹ mẹ gắp xa không có ấy, con ngồi ngồi dích lên cao một tí để cho bà gắp thức ăn được rồi. Được rồi. Đây thịt này hơi dai nhưng mà thịt nai này hơi dai một tí. Đây thịt này là chám đen đây các bạn xem nha. Đây là thịt nai, còn đây là thịt nai để nhúng lẩu, còn đây mấy đĩa thịt gà đây bố mẹ đã thịt gà về đã luộc sẵn rồi, về mình chỉ là nấu thôi. Đây nấu canh lẩu đây. Đây là thịt lợn, súp lơ xào lòng. Ngon không các bạn? Chúc cả nhà mình ăn cơm ngon đi các bạn. Nó thả tim nhiều nhiều một tí nha. Bây giờ nói các bạn một chút. Mối tình trách mà bắt tay thôi. Vợ nói như chồng nói mà. Thôi, đây được rồi. Rồi thì thôi. Rượu đâu, rót rượu đi vợ. Hả? Rót rượu đi. Đấy. Đấy ăn đi anh các bạn này. Này, này đập đập giấy. Rượu đây. Này. À, chào cả nhà, chào mọi người. Đây, bên này Sương ơi, Sương Sầu ơi. Sương Sầu rất anh trai sao ôm hai cái bình ở kia? Anh trai. Ôm hai bình xong lại quên rót rồi. Tí nữa anh hai cái hai rót luôn. Ừ, chào. Bạn nào Lạng Sơn chào em cái nhỉ? Đây, bạn Lạng Sơn chào đây. Bạn Lan Tam ở đấy. Chào anh Lạng Sơn nhá. Thả tim đi. Ừ, đây thả tim rồi, chào mọi người. Tim em. Mọi người ơi, ai dùng được cái nào dùng tự nhiên nhá. Vâng. Mời cháu nào. Cảm ơn mọi người. Lên đồng bào mà không uống rượu là không được. Rượu này là đâu có khác nấu mà. Không uống rượu là không được. Em đây không uống rượu là cái bụng nó không tốt rồi. Cái bụng mình nó không ưng à. Cái bụng là lên đây cứ phải say thì mới ưng. Nhưng mà nếu không uống là cái bụng cán bộ không tốt nữa. Cái bụng không tốt rồi. Cán bộ lên với bà con nên là ở trên này thì phải về uống thì mới phải là cái bụng của cán bộ tốt. Rượu là nấu từ chú lương đồng bào ra mà cán bộ uống là quay một tí thôi. Quay ngắn thôi, đừng quay dài đâu. Chia thì chán nha. Đúng rồi, nên là đồng bào phải uống rượu. Đây con này. Này, mày đi. Bạn ơi, đây dân bạn Lạng Sơn đi ạ. Vợ chồng về quê Lan Anh ạ. Đây Sài Gòn đêm mọi người ơi. Sài Gòn là ba người ở cột đình đó. Đi đi xe mà được người ta hối lại tiền, tại vì xe đầm quá nó không lấy tiền. Ừ, ở trong rừng mà chính Dương ơi thì làm sao không? Mọi người không sợ đâu, cái này nó cứ bọc. Nào, người là tạm chúng ta hôm nay lấy thuốc cho hai đây lấy thuốc cho mà bố của đây ạ, hai vợ chồng đây tăng vâng. Nhận ba đồng không ấy lấy thuốc bó chân hôm nọ bố đang với con này vâng. Xin phép ông bố còn có mấy bố còn có người là hỏi thăm sức khỏe hai ông bà vâng. Cảm ơn vâng. Dạ, đỡ thế nào chưa dạ đỡ không ừ quên cũng có cảm thấy người có đỡ đỡ không? Đỡ ạ. Dạ. Dạ. Nếu mà đỡ thì ngâm rượu để uống thì chưa, tại vì ông bác sĩ nói là chưa được uống thuốc kích thích đó. Ăn rượu chất kích thích quên. Bia rượu chưa được uống nên chưa dám uống. Ừ, chắc là vừa mới đi viện về chưa lâu gì. Mới uống cái bia gà gì đó thôi. Cái này là bì này. Thôi chào cả nhà ăn cơm đi. Chào mọi người. Chưa nên là phải uống. Không uống thì đẹp thế thôi. Mình chỉ có cần là muốn một lúc là uống bao nhiêu đó cháu ạ. Tức là một nửa đêm mình ngủ ấy. Vào ngủ thì mới đêm mình cứ uống cho nó mới.